Chuyên gia đạo cụ vũ khí của Hollywood Guillaume Delouze, người chịu trách nhiệm về đạo cụ vũ khí trong suốt 3 thập kỷ qua trong 75 bộ phim, cho biết thường có nhiều biện pháp an toàn nhằm tránh những thảm kịch có thể xảy ra trong quá trình quay phim. Trước hết là tại sao súng thật lại được sử dụng trên phim trường mà không sử dụng đồ nhựa hoặc kỹ xảo thay thế? Khi một diễn viên diễn cảnh bắn súng, nó sẽ có độ giật và khói. Nếu bạn đưa cho diễn viên đó một khẩu súng cao su hoặc nhựa và thêm hiệu ứng đồ họa, khói lửa, thì cảnh quay không đạt được độ chân thật tuyệt đối. Có nhiều đạo diễn và diễn viên thích sử dụng súng thật hơn. Cũng theo ông Delouze, việc dùng súng thật và đạn giả khi quay phim phải đảm bảo an toàn nghiêm ngặt. Chúng tôi coi những khẩu súng rỗng như thể chúng là vũ khí thật. Trong nhiều trường hợp, chúng là vũ khí thật đã được sửa đổi nhằm mục đích đóng phim. Các vũ khí này sẽ được cất giữ trong két an toàn. Khi chúng được mang đến trường quay, chúng tôi phải đảm bảo ổ đạn rỗng, không có viên đạn nào trong đó cả. Súng được đánh dấu bằng mã và màu sắc để phân biệt. Súng sẽ rỗng đạn, dù là đạn giả, cho đến khi chính thức quay cảnh đó. Không ai được phép xuất hiện chiếc khẩu súng trong bán kính 6 mét. Một quy định bất thành văn là không được chĩa thẳng súng vào ai đó kể cả khi diễn viên tập thoại. Trong cảnh quay thật, diễn viên sẽ được trang bị bịt tai chống ồn và kính để bảo vệ khỏi những mảnh vụn từ đạn giả. Cẩn trọng là vậy, nhưng vẫn có những sự cố đáng tiếc và hy hữu như những gì đã xảy ra trên phim trường phim Rush ngày hôm qua.